Chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong chương trình chia sẻ kỹ thuật nuôi dê. Vẫn là chủ đề một số bệnh thường gặp ở dê, thì ở chủ đề này thì mình đã chia sẻ rất nhiều video. Tuy nhiên là mỗi một bệnh thì nó có đặc điểm triệu chứng riêng, nên là mình vẫn tiếp tục chia sẻ đến anh em lần lượt các bệnh, thì anh em có thể xem tham khảo và có thể áp dụng được phần nào thì anh em áp dụng đấy. Và cũng rất mong là anh em bình luận để chúng ta cùng phát triển cái việc nuôi dê và phòng chữa bệnh cho con dê. Anh em hãy xem, đăng ký kênh và nhấn thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Thì trong buổi hôm nay, trong video hôm nay, mình chia sẻ đến anh em bệnh giun tròn. Thì đây là một bệnh ký sinh trùng ở trên dê. Vậy thì nói về ký sinh trùng thì nó là giun, sán, rồi ve, ghẻ, trí, rận, vân vân. Đấy. Thế thì tại sao lại không làm chung về ký sinh trùng trong một video? Thì thực ra nói rất thật với anh em rằng cũng là ký sinh trùng nhưng mà nó có nhiều loại. Ta chỉ nói đơn giản là giun thôi, nó cũng có đến vài loại giun. Thế thì mỗi một loại nó sẽ có đặc điểm, triệu chứng và tác hại của bệnh khác nhau. Cho nên là mình sẽ chia sẻ đến anh em từng loại bệnh một để anh em dễ hiểu hơn, anh em chịu khó xem. Thế nguyên nhân của bệnh giun tròn là gì? Thì đây là nó có nhiều loại giun tròn và loại giun này nó cư trú ở trong các phần khác nhau của đường tiêu hóa của dê. Ví dụ nó có thể ở trong thực quản này, trong dạ cỏ, trong dạ muối khế và nó trong ruột, đặc biệt là trong ruột non. Vậy thì nó có một số loại giun tròn nó trưởng thành và nó bám vào màng nhầy, nó ở trong màng nhầy của thực quản đấy, của dạ cỏ, của ruột và của kết tràng, nhưng mà nó không gây bệnh hoặc là ít gây bệnh. Và thường là cái loại giun này thì nó không gây ra triệu chứng lâm sàng rõ rệt. Đấy. Vậy thì cái loại giun này nó chỉ kết hợp với bệnh khác và nó làm giảm thể lực của con dê. Tức là ta sẽ thấy con dê nó gầy đi, nó chậm phát triển lên. Đấy. Tuy nhiên là nó sẽ có một số loại giun tròn nó có khả năng gây bệnh và nó có thể làm cho dê chết và làm cho khả năng sinh sản của dê nó chậm lại hoặc là nó giảm năng suất. Đấy, và cái loại giun này thì chúng ta cần quan tâm. Đấy. Vậy thì cái loại giun gây bệnh này thì nó có một số loại nó gây bệnh rất là nặng. Đấy, nhất là giun xoăn. Nó là cái loài hút máu và nó dẫn đến thiếu máu cấp và có thể làm cho con dê bị chết. Và một số loài khác như là giun móc này, rồi và giun đầu gai là các loại giun tròn nó sống ở trong ruột non và nó hút máu, nó gây đến tình trạng thiếu máu. Và cái tình trạng thiếu máu này thì nó sẽ gây ra tác hại trên con dê. Và giun trưởng thành thì nó sống ở trong đường tiêu hóa và nó thải ra trứng, ra phân, ra môi trường, thì nó sẽ dẫn đến là con dê của chúng ta đấy thì đi chăn thả hoặc là chúng ta lấy lá lấy cỏ về cho con dê thì cái trứng giun đấy nó bám ở trên cái phân, ở trên cái cỏ, cái lá đấy, rồi ngoài môi trường ấy, thì nó phát triển thành ấu trùng và con dê nó ăn, nó nhai, nó nuốt vào theo thức ăn và nước uống thì nó sẽ gây ra bệnh ở trên con dê. Đấy. Cái ấu trùng này nó sẽ gì? Nó nở thành giun. Đấy. Và nó phát triển ở trong ruột con dê và nó tiếp tục đẻ trứng và nó sẽ phát triển ở một chu kỳ mới. Và chính là cái lúc nó phát triển này nó gây hại ở trong cơ thể con dê của chúng ta.
Vậy thì bệnh lý của bệnh run tròn là gì? Thứ nhất là ảnh hưởng cơ bản của nó là nó sẽ làm cho việc thiếu máu. Tùy vào số lượng run thì nó sẽ làm cho cái việc thiếu máu ở con dê nhiều hay ít và tình trạng bệnh nặng hay nhẹ. Thì ta cứ ví dụ như mỗi một con giun xoăn trưởng thành ở trong dạ muối khế thì nó sẽ làm mất đi 0,02 đến 0,05 ml máu trong một ngày. Đấy, thì mỗi một con như vậy thì khi mà cái tỷ lệ giun nó nhiều ở trong cơ thể con dê. Đấy, ví dụ như khoảng 10.000 con ở trên một con dê thì nó dẫn đến thiếu máu cấp và triệu chứng bệnh nặng, con dê có thể bị chết. Thì các cái loại giun tròn khác thì một số loại nó không gây bệnh, nó không, xin lỗi, nó không hút máu mà nó sẽ làm mòn cái biểu mô xoang và nó dẫn đến viêm, dẫn đến sung huyết và dẫn đến thủy thủng hoặc là ỉa chảy. Vậy thì cái giun tròn này này, triệu chứng của nó như thế nào? Thứ nhất là nó có ba nhóm triệu chứng. Thứ nhất là nhóm thứ nhất là nó giun không gây bệnh. Loại giun không gây bệnh này thì nó sẽ gây ra cái sự giảm tăng trọng, tức là nó gầy yếu đi đấy và nó kém ăn. Còn trong trường hợp bệnh nặng thì nó sẽ dẫn đến ỉa chảy và phân xanh, dẫn đến hoặc là màu đen. Đấy, và ta thấy gì? Cái tình trạng này là nó tiêu chảy khá lâu chứ nó không phải là như tiêu chảy bình thường mà ta chữa cái này nó khỏi. Cái này ta chữa có thể nó khỏi nhưng nếu ta không tẩy giun thì nó lại bị lại. Thì nó sau một thời gian dài thì nó dẫn đến thủy thủng. Và nó làm cho lông xù, da thì khô và có trường hợp nặng nó sẽ làm nứt nẻ da. Và nó sẽ không xuất hiện thiếu máu nhưng nó còi cọc. Cái nhóm triệu chứng thứ hai, cái này là nó do một số loại giun gây bệnh nhưng mà loại này nó gây bệnh nhẹ. Nó có triệu chứng là đau bụng, nó hơi cong lưng và nó không muốn hoạt động. Đấy, và khi mà chúng ta kiểm tra, ví dụ nó bị chết chẳng hạn, thì ta kiểm tra ta thấy nó sẽ bị viêm phúc mạc và viêm ở trong ruột, nó đau dẫn đến đau bụng. Và trong trường hợp này thì dê nó có thể bị sốt và đồng thời là nó sẽ bị tiêu chảy, phân nhão có chất nhầy và nó có thể dẫn mà lẫn máu ở trong phân. Khi mà ta thấy dê nó sẽ đi tiêu chảy hoặc là đi ngoài ra mà nó có chất nhầy thì ta cũng có thể nghĩ đến giun. Và nó làm cho dê bị giảm thể lực, tức là nó gầy yếu đi, ngày càng gầy. Cái nhóm triệu chứng thứ ba nó là cái do cái giun tròn hút máu. Cái loại giun, cái nhóm nhóm này thì nó hay nhiễm ở dê và nó gây hiện tượng thiếu máu. Cái nhóm này là nguy hiểm nhất. Khi mà nhiễm nặng thì nó xuất hiện cái việc xuất huyết dạ dày và xuất huyết ở trong ruột thì rất là nguy hiểm cho con dê. Đấy. Các cái giác mạc, kết mạc nó bị nhợt nhạt và nhịp thở, nhịp tim thì nó tăng lên và nó có thể xuất hiện thủy thủng ở dưới hàm, tức là ở bên dưới hàm của con dê chúng ta thấy nó hơi bị sưng lên và anh em sờ vào chỗ đấy thì cảm giác như là nó không phải mụn nhọt mà nó là một cái vùng bị viêm, sưng. Đấy, nó không đóng cục cứng. Và trường hợp này thì dê nó ốm yếu và nó ít hoạt động. Và trong nhiều trường hợp thì nó có thể dẫn đến dê bị táo bón. Đấy, nó không chỉ ở chảy nhá mà nó còn có thể bị táo bón.
Đấy. Trường hợp này là trường hợp nó bị nhiễm run xoăn thì nó có thể gây táo bón. Và nếu như để bệnh kéo dài thì dê sẽ bị sút cân. Vậy thì ta thấy rằng cái bệnh run xạ run tròn này này thì nó cũng dẫn đến chết dê nhưng mà nó không nhiều. Chủ yếu là nó gây ra tiêu chảy rồi táo bón, nếu như chúng ta mà điều trị không được thì nó mới chết. Còn không ít khi mà nó gây ra chết dê ngay. Tuy nhiên là nó cũng rất là có tác hại, bởi vì nó làm gầy yếu dê, làm giảm hiệu quả chăn nuôi của chúng ta. Vậy ta điều trị như thế nào? Có nhiều loại thuốc để điều trị giun tròn. Đấy, nhưng mà một số loại thuốc hiệu quả, ví dụ như tiramisol. Thuốc này rất là rẻ. Chỉ có độ một vài nghìn một cái gói như này thôi. Anh em mua về cho uống theo chỉ dẫn. Tiếp theo là ta sử dụng một loại thuốc khác, đấy là levamisol. Levamisol thì thuốc này người ta đây là tẩy giun sán, nhưng mà nó có hiệu quả đặc biệt ở trên giun tròn. Anh em có thể mua về cũng sử dụng theo hướng dẫn. Khi mà thấy có triệu chứng thì ta sẽ mua và sử dụng. Một loại thuốc nữa ta cũng sử dụng rất là tốt, đấy là mebendazole. Đây, thuốc này anh em có thể mua ở ngoài chỗ người ta bán thuốc thú y ấy, thì nó không là quá đắt đâu, nó rất rẻ. Anh em mua về cho dê uống. Một loại thuốc nữa đấy là Levavet, thuốc này là thuốc tiêm. Đấy, thuốc này thuốc tiêm. Anh em có thể mua về để tiêm. Nó tẩy cả giun sán luôn. Vậy thì chúng ta thấy là điều trị rồi, nhưng mà chúng ta phải phòng bệnh. Đấy. Nên cái việc phòng bệnh thì mình lại cũng nói lại với anh em ở cái chỗ điều trị lại. Tại sao mình lại không tư vấn anh em sử dụng cái thuốc nội ngoại ký sinh trùng? Đấy. Ví dụ như là cái ivermectin ấy. Cái loại đấy thì anh em dùng rất phổ biến. Nhưng mà thực sự là nó sẽ không hiệu quả trên một số loại giun. Bởi vì trên thực tế mình đã sử dụng rồi. Mình tiêm nội ngoại ký sinh trùng thì nó cũng rất tốt, nhưng mà nó một số loại giun sán nó sẽ không ra, không không tẩy được. Cho nên là chúng ta dùng các loại thuốc đặc trị cho từng loại giun thì nó hiệu quả hơn. Còn phòng bệnh thì trước hết là chúng ta đảm bảo vệ sinh. Bởi vì chúng ta ở vùng nhiệt đới thì độ ẩm cao và nhiệt độ cũng cao. Đấy. Và đặc biệt là mình mà chăn thả ấy, nuôi chăn thả hoặc nuôi bán chăn thả giống mình ấy, thì nó dễ nhiễm bệnh hơn, bởi vì nó ra môi trường rồi nó ăn cỏ ăn lá, ấu trùng giun trứng giun nó nhiễm vào. Như vậy thì chúng ta cần phải sử dụng thuốc tẩy giun định kỳ để hạn chế cái tác hại cho dê. Chứ không phải ta đợi nó bị bệnh thì ta mới tẩy. Đấy. Vậy thì ta dùng thuốc tẩy giun thường là 2 năm một lần. À xin lỗi, 2 lần một năm. 2 lần một năm. Theo hướng dẫn kỹ thuật ấy, thì ta tổ chức tẩy vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm. Tuy nhiên là đối với con dê thì ta không thể cố định vào tháng 4 hay tháng 10 được. Tùy theo từng lúc, từng thời điểm ta thấy phù hợp là sẽ tẩy theo hình thức là tẩy phòng. Ví dụ như chúng ta nuôi dê sinh sản thì khi con dê mẹ đang chửa thì chúng ta không nên tẩy. Bởi vì có một số loại thuốc nó sẽ gây ảnh hưởng đến thai. Những loại thuốc không ảnh hưởng đến thai thì quá trình ta bắt, ta cho nó uống thuốc, nó hoặc tiêm thuốc nó cũng sẽ ảnh hưởng. Cho nên lúc dê chửa tốt nhất là ta không cần tẩy. Vậy thì khi con dê đẻ, con dê mẹ đấy nó đẻ, thì từ lúc đẻ cho đến mà lúc nó lên giống lại thì nó sẽ rơi vào khoảng từ 1 đến 2 tháng.
thông thường là ta nên để cho con dê nó khoảng 1,5 đến 2 tháng thì ta mới cho nó phối giống, thì lúc đấy thì cơ thể con dê nó ổn định lại sau đẻ rồi thì hiệu quả của nó mới tốt. Thì trong cái khoảng thời gian đấy thì con dê đẻ ra được khoảng 1 tháng thì chúng ta sẽ tẩy giun cho dê mẹ. Còn anh em nuôi dê thịt thì cứ tẩy đúng lịch cũng được, cứ tháng 4 và tháng 10 thì càng tốt. Đấy. Còn đối với dê con thì nhà mình thường thường là khoảng 2 tháng tuổi thì mình mới tẩy giun. Bởi vì 2 tháng tuổi thì con dê nó cũng mới đủ sức đề kháng và nó đủ sức khỏe để ta tiêm hoặc ta cho nó uống thuốc tẩy giun, và lúc đấy thì trong cơ thể của nó thì cũng mới có giun phát triển, chứ nó cũng cái lúc mới sinh ra thì cũng có thể nó nhiễm nhưng mà tỷ lệ nó rất là ít, bởi vì cái thời gian đầu là chúng ta còn đang nuôi ở trên chuồng rồi vệ sinh nó rất sạch sẽ cho nên cái việc nhiễm giun là nó cũng chưa nhiều. Và nếu mà ở những cái nơi mà chúng ta chăn nuôi và vệ sinh đồng cỏ rồi vệ sinh chuồng trại rồi chăn thả nhiều loại trên cùng một đồng cỏ, ví dụ ta thả chung với trâu với bò ấy, thì chúng ta nên tẩy 3 lần một năm. Đấy, cũng tùy thời gian các anh em chia ra anh em dùng. Còn thuốc phòng cũng chính là cái thuốc tẩy luôn, anh em sử dụng và cho nó uống bình thường như ta vẫn tẩy, gọi là phòng nhưng thực tế là ta tẩy. Và đồng thời nếu như anh em mà có thay đổi được phương thức chăn nuôi ấy, thì rất là tốt. Ví dụ ta đang nuôi cả quảng canh tức là ta thả suốt ngày ấy, thì ta chuyển sang nuôi thâm canh hoặc là bán thâm canh. Bán thâm canh tức là nuôi bán chăn thả giống như mình ấy. Đấy, còn lại là thâm canh tức là nuôi nhốt hoàn toàn đấy thì nó ít nhiễm giun hơn. Tuy nhiên là cũng tùy môi trường, tùy điều kiện của từng anh em, tùy mô hình. Đấy, nuôi nhốt bây giờ cũng rất nhiều anh em làm rồi, nhưng mà không phải là ai cũng có điều kiện để làm. Thì tùy mô hình anh em có thể là nuôi, có thể tẩy giun định kỳ. Đấy. Vậy thì qua cái video này, mình vừa chia sẻ với anh em về bệnh giun tròn, thì nguyên nhân, triệu chứng và cách khắc phục đã nói qua video, thì cũng anh em xem và nếu áp dụng được thì anh em áp dụng và anh em để lại bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ mình, thì chúng ta cùng chia sẻ để nuôi dê hiệu quả hơn. Chúc anh em nuôi dê tốt, chào anh em.